Mình chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách chữa trị con chim nó bị sâu lông nhé các bạn. Bị sâu lông, mọt lông, với là bị mạt cánh, rận cắn đó các bạn. Con chim mình nuôi lâu mà không có tắm rửa, không có khắc phục thì nó sẽ bị rận cắn với mạt cắn, bị sâu lông. Sâu lông thì nó có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là nó thiếu chất các bạn, nó thiếu chất sừng. Bắt đầu là nó cái lông mọc nó không có phát triển nhanh, để bắt đầu nó ngứa ngáy, con chim nó tự cắn lông, nó tự mổ lông đó các bạn, nó thiếu chất sừng. Cái nguyên nhân thứ hai á là nó quá trình mình bảo tồn nó, chăm sóc nó không có vệ sinh cho nó thường xuyên các bạn, nó sẽ bị con rận, con mạt cắn, nó ngứa ngáy, bắt đầu nó xé phá lông. Các bạn theo dõi kỹ nha, nếu mà con chim ở nhà bạn mà nó có thái độ như vậy là nó sẽ bị rận cắn, các bạn phải là xử lý ngay. Thứ nhất là nó hay giở cái cánh lên và nó chuộng cái mỏ nó xuống. Nó xỉa cái lông với cái cánh này nè các bạn. Và nó lâu lâu nó gấp ra một cọng lông. Đó là hiện tượng con chim đang bị mạt cánh. Nó ngứa ngáy đó các bạn. Con mạt nó ở dưới cái chân lông á, là nó cắn, nó ngứa cái lông đó là nó sẽ nhổ ra. Con chim nó rất là khôn. Với trường hợp thứ hai là nó cúi xuống cái bụng đó nè các bạn. Đó, cái bụng đó đó. Thứ hai này là cái đít, cái lông đuôi của nó đó các bạn. Cái lông đuôi của nó nha, là ở trong gốc á, ở cái gốc á mà nó xỉa nó nhổ ra cọng lông là nó cũng đang bị là sâu lông nha các bạn, đang bị rận cắn. Còn cái trường hợp mà nó chỉ dở cái cánh lên, nó vút cái lông cánh cho nó mướt nè, cái đó là nó làm đẹp nha các bạn. Nó dở cái lông cánh lên nhưng mà nó chỉ vuốt cái đằng ngoài lông cánh thôi, thì vừa tút cho nó mướt, cái đó là nó làm đẹp. Còn mà nó dở cái cánh lên, nó cúi xuống đằng dưới á, cái đó là mới bị là mà cắn nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, các bạn theo dõi, nếu như bị vậy là các bạn phải làm như vậy ngay, nó sẽ hết. Đây, cái cách làm rất là đơn giản nha các bạn, chỉ tốn 2.500k, có nghĩa là 2.500 đó các bạn, tiền Việt Nam đồng nha các bạn. Đây, chút xíu mình sẽ cho các bạn nghe xem, mà hãy làm theo mình theo dõi nha. Đầu tiên mình cho nước vào, nước vừa đủ thôi nha các bạn. Khoảng chừng từ cái máng to máng nhỏ mình canh cho nó vừa đủ thôi. Đây các bạn, mình mua 5.000 được 2 chai đây, 2.500 một chai nha các bạn. Mỗi một lần tắm chỉ tốn một chai thôi. Nếu mà con chim bạn bị nặng, tắm chừng 3 lần đảm bảo hết 100%. Đây, rất là đơn giản, các bạn ra tiệm thuốc tây các bạn mua nha. Nước Oxyya 5.000 hai hũ, hai chai, 2.500 một chai nha các bạn, tiền Việt Nam đồng nha. Các bạn ra tiệm thuốc tây nào cũng có. Cái chai này là chai Oxyya. Khi quá trình mình nuôi lâu á, thì con chim nó bị rận mạt, nó cắn, là do cái tế bào chết của nó không có thải hết đó các bạn. Rận mạt cũng có thể chui vào, nó trú ẩn được. Thì mình tắm cái này rất là sạch, nó sạch mà những cái con mạt á, nó không có chịu được cái chất tẩy của cái Oxyya này nè các bạn. Cái này là sát khuẩn nha các bạn. Oxyya này sát khuẩn, mình chẳng có cần cái gì nhiều hết đó các bạn. Nếu nó bị nhiều các bạn tắm cho mình 3 lần là hết, mỗi lần một chai nha. Đây, con chim mình mới tắm có 2 lần thôi mà nó đã hết rồi các bạn. Mình sưu tầm về là ở nhà nó bị rồi, người ta nuôi chăm sóc không kỹ đó. Giờ nay nó đẹp trai lại rồi, nó còn chút xíu sâu sau đuôi thôi. Cho các bạn theo dõi nó tắm nha. Rồi mình sẽ cho nó ra các bạn, tắm xong rồi cho nó ra. Đó các bạn, rất là đơn giản nha các bạn, mình chỉ tốn 2.500 đồng, 2.500 đó các bạn, là mình sẽ chữa trị cho con chim mình hết cái bệnh sâu lông, hết mạt cắn, hết rận cắn nha các bạn. Các bạn tắm chừng 3 ngày là nó hết.
Nhưng mà các bạn lưu ý, ví dụ một tuần các bạn chỉ tắm một lần thôi, không có tắm liên tục quá. Liên tục quá thì nó cũng không có hết được cho các bạn. Những gì mình biết mình chia sẻ cho các bạn hãy thử áp dụng theo. Thấy ok thì ấn like cho mình. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để cùng theo dõi trong những video tiếp theo nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ạ.